Top 9 loài động vật thông minh nhất thế giới tự nhiên. Top 9, khỉ đột. Dĩ nhiên phải có mặt các người bạn linh trưởng trong danh sách này. Khỉ đột, tinh tinh lùn và đời ươi đều có thể học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp. Đặc biệt, cô khỉ đột tên Coco còn được cho là biết tới hơn 1.000 ký hiệu và hiểu được 2.000 từ tiếng Anh. Trong tự nhiên, khỉ đột không chỉ dùng công cụ mà còn có đời sống xã hội rất nhộn nhịp, thậm chí còn biết cười nữa. Top 8, ong nghệ. Ong nghệ được mệnh danh là côn trùng thông minh nhất nhờ khả năng giải đố tuyệt vời và khả năng định hướng cực giỏi. Một thí nghiệm cho thấy chúng biết cách tối ưu hóa lộ trình đến hoa qua các lần thăm dò. Thậm chí, ong nghệ còn có thể nhận diện hình ảnh đồ vật và nhớ lại hình dạng dù chỉ chạm vào chúng trong bóng tối. Top 7, vẹt xám châu Phi. Trong khi nhiều loài chim có thể bắt chước tiếng người, vẹt xám châu Phi là bậc thầy thực sự. Không chỉ nói, chúng còn hiểu và thực hiện các nhiệm vụ trí tuệ mà trẻ 5 tuổi cũng khó làm. Chú vẹt Griffin từng thành công khi tìm thấy hạt ẩn trong cốc trong một chuỗi thí nghiệm phức tạp. Chúng đúng là những chú vẹt siêu thông minh. Top 6, quạ và quạ đen. Những chuyên gia nhỏ bé này đã chứng minh rằng kích thước não không quan trọng bằng cách sử dụng nó. Quạ non mới 4 tháng tuổi đã thể hiện trí thông minh ngang với linh trưởng trưởng thành. Chúng có thể lập kế hoạch cho tương lai và nhớ rõ khuôn mặt con người, phân biệt ai là bạn và ai là kẻ thù. Top 5, đười ươi. Đười ươi có một tài năng đáng kinh ngạc, khả năng kể lại chuyện đã qua, điều mà trước đây chỉ thấy ở con người. Các nhà khoa học đã phát hiện đười ươi Sumatran chỉ hoãn tiếng báo động tới 20 phút sau khi gặp thú săn mồi, có thể để không làm nó chú ý, và sau đó chúng tạo âm thanh để dạy con về nguy hiểm. Top 4, chó. Ai cũng biết là những chú cún rất thông minh và có thể ra dấu để báo hiệu cho chúng ta biết điều chúng cần. Chúng cũng giỏi nắm bắt ý muốn của con người và đôi khi dường như biết cách điều khiển chúng ta làm theo ý mình. Theo nghiên cứu, chó có số lượng tế bào thần kinh ở vỏ não gấp đôi mèo, điều này giúp chúng dễ huấn luyện và tiếp thu tốt hơn. Top 3, bạch tuộc. Bạch tuộc là ảo thuật gia tám tay của thế giới đại dương. Những câu chuyện về bạch tuộc phá lồng hoặc phun nước lên đèn để tắt đã chứng minh chúng có trí thông minh đặc biệt và luôn tỉnh táo quan sát xung quanh. Những người từng làm việc với bạch tuộc khẳng định chúng không chỉ thông minh mà còn có sự nhận thức đáng kinh ngạc. Top 2, cá heo. Cá heo là loài học nhanh, có thể bắt chước hành vi của con người, giải quyết vấn đề, dạy dỗ lẫn nhau và nhận thức rõ bản thân mình. Với bộ não lớn hơn cả con người, chúng sử dụng âm thanh để xác định vị trí vật thể qua phương pháp định vị bằng tiếng vang. Cá heo còn biết dùng vỏ sò và các vật dưới biển như đồ chơi và có hệ thống giao tiếp phức tạp, bao gồm cả những tiếng gọi đặc trưng như tên riêng để nhận diện nhau. Top 1, tinh tinh. Tinh tinh và tinh tinh luôn sở hữu trí thông minh cao cùng hệ thống xã hội phức tạp. Không ngạc nhiên khi chúng chia sẻ đến 98,7% DNA với con người. Tinh tinh nổi tiếng về việc sử dụng nhiều loại công cụ và khả năng giải quyết vấn đề. Theo nghiên cứu từ Hiệp hội Hoàng gia Động vật học Engup, tinh tinh lùn thậm chí còn giỏi giải đố hơn tinh tinh thông qua những bài kiểm tra trí thông minh. Sự khác biệt này chủ yếu do tính kiên trì và sáng tạo của từng cá thể tinh tinh lùn.